BB Trần là cô giáo mà vô cầm cái xương cá và tóc đó. Tanh mà con cá nó vừa chấm nước mắm đó. Đi xong logo công ty, xong tên mấy người đâu. Logo cũng là tên viết tắt của tôi mà. Nhưng mà tôi là logo công ty. Chứ sao nữa. Ủa cái nét gì định luôn. Con tay là Jelly Phô Mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Hi, xin chào tất cả mọi người, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bí mật của Sao. Và đến với bí mật của Sao ngày hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ có những câu hỏi làm sao để mà khai thác được bí mật của những người nghệ sĩ đến với chương trình ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng có vị khách mời đặc biệt đấy, nhưng mà không phải chỉ có một người đâu, có đại diện của một gia đình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị nhà sản xuất diễn viên Võ Tấn Phát. Chào Kiwi, chào tất cả quý vị khán giả của chương trình. Còn một nhân vật nữa rất là đáng yêu có mặt trong buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, xin được giới thiệu với tất cả quý vị diễn viên Kim Đào. Hello chị. Kim Đào xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Bật Mí Cùng Sao. Và xin chào Kiwi. Dạ, hello anh chị. Sao lúc mà chị Đào giới thiệu là anh Phát cười quá vậy? Diễn viên Kim Đào, hello chị. Kim Đào xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi. Tại vì anh hiểu Đào quá mà. Thường những cái tên chương trình hay là những cái thông tin nào mà nằm trên giấy á, Đào rất là bị khớp và rất là không khó nhớ. Mặc dù đi ra diễn thì kịch bản thì không có bị quên, nhưng mà đi talk show nè là Đào không bao giờ nhớ tên chương trình. Với lại bị hồi hộp, bị rung, bị... Ai làm gì đâu hồi hộp. Chứ nó không hiểu. Đây có ai xa lạ gì đâu. Đúng rồi. Mình đặt chị vô một cái khuôn khổ nào đó là tự nhiên cái chị bị lúng túng, bị không biết làm cái gì á. Làm giống như là lần đầu được quay trước một ống kính. Diễn viên chập chững bước vô nghề. Đúng rồi đó, thôi bây giờ mình quay trở lại là bộ phim gia đình cục xúc của mình đi. Là từ đâu mà anh chị quyết định là sẽ kết hợp với nhau để có ý tưởng của gia đình cục xúc như thế này? Thì Phát với Đào như chia sẻ là cũng đã chơi với nhau rất là nhiều. Và những cái chặng đường mà Phát đi thì đều có Đào bên cạnh. Từ những cái game show đầu tiên như là Cười Xuyên Việt nè, là cái game show mà cho Võ Tấn Phát gần hơn ra mắt khán giả. Thì lúc đó là năm 2017 thì đã biết Đào rồi hai người cùng làm việc với nhau và thấy bạn này gì hợp quá. Nhiều cái mà mình chưa nói, mình chỉ nghĩ trong đầu thôi, là bạn cũng đã hiểu là mình sẽ định làm và định nói cái gì rồi. Là mỗi năm, mỗi chặng đường, mỗi hành trình là đều có Đào đi bên cạnh, đi từ đầu tới cuối luôn. Cho nên là cha mẹ là người sinh mình chứ người hiểu mình nhất là có bạn này. Và khi mà năm 2021 là Phát bắt đầu có ý tưởng về gia đình cục xúc thì Phát đã hình dung trong đầu mình sẽ làm một cái gia đình nó như thế này. Thì khi Phát nói với Đào thì Đào hiểu liền, Đào hiểu ý Phát liền, cho nên là hai đứa cùng nhau lên kịch bản chi tiết và gia đình cục xúc ra đời. Và phải nói là khi mà có gia đình cục xúc thì có một cái món quà tinh thần rất là dễ thương cho khán giả. Em nói thật chứ mỗi lần mà em stress em mở gia đình cục xúc lên em cười. Nhiều khi kiểu chưa coi cái nội dung là gì chứ thấy xuất hiện thôi, thấy cái mặt và thấy cái nụ cười của các diễn viên thôi, cái giọng cười thôi là em bị cười theo liền. Mà luôn á. Phim anh không ai đẹp hết chứ. Cái tạo hình nó mất. Phim anh nó không ai bình thường, nó đầu óc không ai bình thường. Em nghĩ là cái bộ phim này đẹp không vô mà phải đọc. Phải đọc. Cái phim này ai đẹp vô là bị lọt ra liền. Tại vì cái phim này là phải đọc diễn lạ, cái nét lạ, cái nét riêng nó vậy. Đúng đó rồi. Bây giờ sẵn ở đây nè, mình nói cho tất cả quý vị khán giả, những ai mà có thể là mọi người, một số quý vị là chưa xem gia đình cục xúc, thì bây giờ hai anh chị có thể nói chút xíu về nội dung của bộ phim rồi vai diễn của anh Tấn Phát và của chị Kim Đào ở trong phim như thế nào không? Gia đình cục xúc là một bộ phim nói về một gia đình có 4 thành viên, đó là ông Bảy Cục, bà Bảy Xúc và hai đứa con là Quạo Quọ. Nghe tên là thấy không có mùa xuân rồi. Và gia đình này là đại diện cho những gia đình có tầng lớp lao động trong xã hội, những con người phải chạy vại với miếng cơm manh áo, lo ăn buổi sáng là phải lo buổi chiều rồi. Tuy vậy, tuy cục xúc vậy, tuy rất là cọc cằn vậy, nhưng mà họ vẫn rất là yêu thương nhau, lúc nào cũng bên nhau và bảo vệ nhau hết. Và qua từng tập của bộ phim thì Tấn Phát truyền tải một cái thông điệp, đằng sau những tiếng cười đó, mình vui vẻ, mình giải trí đó, nhưng mà lắng đọng đằng sau thì khán giả sẽ luôn suy nghĩ
đây là một cái vấn đề đang hot ở hiện tại nè, và các bạn này muốn truyền tải một cái thông điệp nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà từng chút mình góp nhặt lại thì mong muốn là mang lại những cái giá trị nó tốt đẹp dành cho cuộc sống này, gia đình Cục Xúc đã, đang và sẽ tiếp tục làm cái điều đó. Dạ, là một bộ phim không chỉ là mang một cái yếu tố giải trí, thư giãn mà lại có những cái thông điệp rất là nhân văn. Chị có một người bạn ở nước ngoài á, rất mê gia đình Cục Xúc, là fan luôn. Tại vì bạn ấy đi nước ngoài rất là lâu rồi và sống có một mình thôi, mà đợi gia đình Cục Xúc ra để anh chị biết không em? Đi làm về mở gì đó, dạ, để cho mọi người ôm sùng gãi lộn chổng mà cảm giác như nhà đông người vậy đó. Để nhớ quê. Để nhớ quê. Những cái mà kiểu mà hàng xóm là y chang, ở hàng xóm cũng có cái bài như vậy nè, rồi ông này y chang vậy mà mở tối ngày sáng đêm, mở được kiểu có cái hơi người trong nhà vậy. Em đồng ý, tại vì em cũng đã từng như vậy. Có một khoảng thời gian là em mở một mình á, cho nên là em cứ mở hết cái này cái nọ, rồi xong rồi cái em mở YouTube, cái em mở ra gia đình Cục Xúc, cái em thấy trời vui, giống như là có gia đình ở trong nhà mình á. Vậy gia đình em nó cũng ồn ào vậy đó. Không không, nhìn lâu lâu em thấy hình ảnh của mẹ em trong đó nha. Đâu, cái bảy cục là hình ảnh cha anh đó. Ôi vậy hả? Anh mượn cái dây, mượn cái hình ảnh, tại vì ông bảy cục này nó có cùng chút chút xíu giống ba mình ngày xưa, tức là ba mình ngày trẻ thì cũng hay Cục Xúc ấy, quạo quọ này nọ. Cho nên kiểu dân lao động mà, cho nên là cũng rất là ít những cái quan tâm, những cái ngọt ngào nhỏ nhẹ đối với mẹ mình, thì mình cũng đã thấy và mình vay mượn cái chất liệu đó để mình thổi hồn vào cho cái nhân vật bảy cục. Và bây giờ thì ba khác rồi. Bây giờ thì ba trưởng thành hơn rồi. Trời ơi. Dạ, biết bác có đang xem. Ba trưởng thành hơn, chững chạc hơn lắm rồi bà. Ba không còn Cục Xúc như ngày xưa nữa. Coi như đây cũng là cái món quà mà anh tặng cho gia đình của mình luôn. Sẵn giống như là mỗi lần mà ba anh Cục Xúc trở lại thành mở phim, ba đã từng như vậy, ba thay đổi rồi mà. Đừng như vậy. Không, nữa. Bây giờ ba anh đang chay trường. Bây giờ ba anh đang chay trường. Bây giờ ba anh đang chay trường. À vậy hả? Khó Cục Xúc lắm. Ba thiền định rồi. Ba thiền. Ba tu tâm dưỡng tính. Rồi là ông coi như là đây là bảy cục nè. Còn như chị nói về vai diễn của mình một chút được không? Thì vai diễn của chị là bà Kim Ngọt, là một bà hàng xóm. Mình mọi người coi phim mọi người hay nói là bao nhiêu cái vấn đề xảy ra trong cái gia đình của ông này là tại cái bà này. Dạ. Nhưng mà thật sự ở ngoài đời mình cũng có những cái người hàng xóm như vậy, nhưng mà thật sự là họ quan tâm, họ thương cái gia đình này nên họ muốn tìm cách giúp đỡ. Nhưng mà nhiều khi cái giúp mình một gì mình có lòng nhưng mà nó không có tới á, thì nó ra những cái điều chéo trái trái cái gì chéo que là trái khuấy á. Trái khuấy. Thì đó, thì nói chung là cái nhân vật của chị cũng là rất là nhiều người thích ở xóm chị á. Dạ. Bây giờ chị đi ra ngoài đường còn kêu Kim Ngọt, không quên luôn Kim Đào. Mà đi rap cũng vậy nữa, đi rap thì người ta kêu trời ơi Kim Ngọt rồi nè, chừng nào ra phim nữa. Nói chung là những nhân vật trong gia đình Cục Xúc ai cũng ấn tượng lên khán giả cho. Cái điều đó là cái điều phát tâm đắc và vui nhất. Dạ. Tại vì sau mỗi bộ phim thì không chỉ cái người sản xuất, cái người mà bỏ tiền ra để cho sản phẩm ra đời được khán giả biết tới, mà bên cạnh đó những diễn viên khác đồng hành cùng với mình đều khẳng định được mình trong đó. Thì bản thân của Kiwi thấy là gia đình Cục Xúc không chỉ là được khán giả nhớ tới rất là nhiều hình ảnh của các diễn viên, mà có một cái điều mà em cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ, đó là bộ phim chạm tới rất là nhiều khán giả, không chỉ là ở một tầng lớp nhất định đâu, mà quan trọng là sao anh lấy chất liệu từ cuộc sống. Mà đã cái gì là cuộc sống nó gần gũi dữ lắm. Coi nhiều khi ví dụ như bây giờ muốn nói với mẹ là mẹ ơi mẹ Cục Xúc quá, không biết nói sao, mở bộ phim lên xong rồi ngồi kế người thân ấy, trời ơi đó mày thấy không, giống ha, giống gia đình mình ha. Ủa tao gì hả mày, tốt tao sửa. Nhưng mà khi mà anh lựa chọn diễn viên vào vai á, thì anh đã cân nhắc những cái yếu tố nào và lý do tại sao là mình đã quyết định là có một dàn diễn viên như vậy trong bộ phim của mình? Anh thì cũng giống như Đào nói là hơi khó tính trong công việc, cho nên là khi mà anh viết vai á thì anh đã nhắm tới cái diễn viên đó, và khi mà viết thì anh đã hình dung cái hình ảnh của diễn viên đó đang thoại những cái gì mà anh đang viết luôn. Ví dụ như là diễn viên Minh Dự nè. Tại sao anh không mời một diễn viên nữ thật sự để đóng vào cái vai đó? Đang định hỏi đây nè. Tại vì anh thấy là Dự cũng hay diễn những cái vai nữ, những vai giả gái, nhưng mà chưa có cái vai diễn nào thực sự là con gái.
tức là nam giả nữ, còn mà hóa thân thành một người con gái luôn để cho khán giả quên luôn đây là một diễn viên nam thì chưa có. Và gương mặt của Dự á, khi mà hóa thân thành nữ nó có cái chút khắc khổ à, thì anh chỉ nghĩ ngay tới Minh Dự và anh cố gắng anh thuyết phục. Nhưng mà khi đọc kịch bản thì rất là may là Dự đã cảm được và Dự đồng ý từ Minh Dự, mời được Minh Dự, Ngọc Hoa, Ngọc Phước à, vô tình thôi tự nhiên hai chị em mà có cùng cái tên lót là Ngọc á. Dạ. Và cái nét cục xúc của hai người nó hợp với nhau lắm. Tôi thấy anh thấy rồi chỉ có những cái tên này sẽ thành một cái gia đình là chắc chắn rồi. Nghe anh Phát kể là em thấy rất là nghiêm túc và chỉnh chu khi làm việc rồi đó nha. Kịch bản cảm chị làm kịch bản Phát cảm giác nó ngược ngược hay sao? Thường thường á mình là diễn viên mình biết mà, người ta làm kịch bản xong rồi người ta mới gọi alo diễn viên. Đúng còn rồi. Bài này sẽ là ê cái vai này ai đóng được ta. Điện cho Hữu Đằng liền. À. Điện cho Hữu Đằng ok cái lịch đó lóc là liền. Bắt đầu mình mới viết ra theo cái nư đó. À. Thì khi ra anh cầm kịch bản nó giống anh có gì đâu đấy. Thì viết cho nư anh. Nhưng mà cái tập 8 vừa rồi thì lượng view của mình khoảng bao nhiêu ta? Khá là nhiều đấy. Tính bằng triệu rồi. Bằng triệu view rồi. Dạ. Là ổn rồi. Một cái nét trả lời tính bằng triệu rồi. Nhẹ nhàng. Dạ đúng là nhẹ nhàng. Vượt nó đủ target. Nhưng mà mong đợi của anh khi mà bắt đầu thực hiện cái series này thì anh có nghĩ rằng là mỗi tập sẽ đạt triệu view không? Khi mà xuất phát điểm từ những tập đầu thì dạ. Anh cứ nghĩ là nghệ sĩ thì phải có sản phẩm thôi. Cho nên là mình cứ ra sản phẩm, còn cái việc mà nó thắng hay nó bại hay là view như thế nào thì đó là cái chuyện là duyên số do trời định. May mắn hay không thôi. Thì mình cứ làm hết sức mình, nhưng mà không ngờ cái tập đầu tiên của Gia Đình Cục Xúc nó lại như là một cái cơn bão vậy đó. Bùng nổ mọi người đón nhận và bây giờ nó là mười mấy triệu view rồi mỗi tập. Yeah. Đó. Anh cảm thấy nó rất là bất ngờ. Và nó tạo cái tiền đề cho những tập tiếp theo. Và khi mà mình đã có cái nền tảng xuất phát điểm như vậy rồi thì những cái tập sau nó càng áp lực cho mình hơn. Trời ơi chị Đào, khi mà chị thấy cái thành quả lượt view, lượt comment mỗi tập như vậy, lúc đó cái cảm xúc của chị như thế nào? Cảm xúc của chị nó như những cái lúc ban đầu luôn. Ví dụ như bây giờ lên tập 9 rồi thì cảm xúc của chị vẫn như hồi tập 1. Mỗi lần mà lên một cái chị không ngủ được, không ngủ nghe gì được ha, mà cứ xốn xang rộn ràng trong lòng, cứ vô đợi comment, coi trực tiếp với mấy bạn đó, xong rồi nói chuyện với mấy bạn đó, xong rồi bắt đầu vô comment coi mỗi ngày, mỗi giờ luôn. Chị còn kiểu là dái lên cao để sao? Em hiểu là mong ngóng giống như là đứa con mà đúng rồi mình yêu thương nó, mình chăm chút cho nó từng ngày, mình thấy nó lớn, mình thấy nó xinh đẹp hơn mỗi ngày. Chơi lớn luôn hả em? Chơi lớn sao anh? Là hứa là vô trending là đi xăm mình. Wow. Thôi em nghĩ đây chỉ là một cái cớ thôi. Xăm luôn rồi. Đây nè. Cái này là logo công ty. Đó thì xong logo công ty, xong tên mấy người đâu. Logo công ty. Logo cũng là tên viết tắt của tôi mà. Nhưng mà tôi là logo công ty, tên mấy người. Trời ơi, công nhận là em cảm giác được là cái tình cảm mà chị dành cho công ty nhiều như thế nào á. Thực sự đứa con chị. Dạ, thực sự em nghĩ như vậy thì sếp phải tăng lương. Chứ sao nữa. Ủa cái nét gì mình bắt tay là làm gì vậy? Nên nha, nên đúng nha. Rồi, nhân viên nè, vừa có tài nè, vừa có năng lực nè, mà lại ngoại hình nữa nè. Trời ơi, sao mà vừa có sức nặng với công ty nữa. Rồi. Thì phải tăng lương thôi. Hồi nãy giờ anh cười không hả chị? Em cảm giác là anh từ chối trả lời câu hỏi này. Thôi cái này anh em mình tính sao chứ. Vậy thì coi như là đến thời điểm hiện tại thì Gia Đình Cục Xúc đã nhận được sự ủng hộ của rất rất là nhiều quý vị khán giả. Và có được một thành quả như vậy là cả sự cố gắng của cả ekip. Thì thực ra là em thấy là ekip ở bên ngoài là những người bạn khá là thân thiết với nhau, hay đùa giỡn. Tại vì có nhiều cái clip behind the scene mà cười bế bụng, ta nói cười mà không kiềm chế được luôn. Nhưng mà thật ra là trong quá trình làm việc thì có bao giờ mọi người căng thẳng với nhau, hay là có một cái vấn đề nào đó mà bất đồng quan điểm và xảy ra mâu thuẫn chưa? Bất đồng thì ở trên cái khâu tiền kỳ thôi. Trên bàn làm việc lúc mà brainstorm với nhau, ví dụ như là Phát với Đào, Phát đưa ra idea đó, cái hướng giải quyết đó, Đào thì lại không hài lòng lắm, Đào lại muốn theo cái hướng của Đào. Thì hai bên coi như là bảo vệ cái lập luận của mình thì nhiều khi nó cũng có xích bích nhẹ, nhưng mà chưa đến nỗi mà căng thẳng mà để cự cãi. Mà đa phần thì vẫn là theo ý của Phát. Sếp mà chị, sếp mà. Nhưng mà ăn không? Thành công không? Ăn nghe nói gì đâu.
Thì đó, nó cãi không lời thì nó làm gì đó làm đi. Đó vậy đó, xong rồi cái không nói chuyện nữa, lẫy vậy lẫy. Lẫy. Ừ. Một người thì hay lừa, một người thì hay lẫy, lẫy đó rồi. 49 gặp 50 em ơi, đâu có vừa gì. Không, vậy mới chơi với nhau được anh. Ừ, bây giờ mình nói xấu những người không có mặt ở đây đi. Ờ được, có cái đó được thích lắm á. Dạ ok hả. Đó, chắc là mọi người cũng mà không có xem cái này đâu, mà mọi người rủ nguyên một nhà mình xem thôi. Rồi, vậy thì bây giờ là trong dàn cast của mình, trong gia đình Cục Xúc là có Ngọc Phước nè, Ngọc Hoa nè, đó. Sao càng nhỏ chứ, càng nhỏ quá vậy? Nói sâu rồi, phải nói nhỏ chứ. Rồi. Nó lớn ta biết sao. Có anh Minh Dự nè, đó thì sao mọi người làm việc ok không? Trời ơi, okay mọi không? Người thiệt lắm. Nói không phải khen chứ, giỏi, giỏi. Nói chung là mọi người rất là tâm huyết khi mà nhận được vai. Ở cái phần đầu thì mọi người cũng hơi e dè chút xíu, cũng còn đặt cái dấu chấm hỏi là không biết Phát nó làm được tới đâu, rồi cái sản phẩm này nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà sau khi cái thành công của 4 tập đầu á thì bắt đầu mọi người có mood hơn, máu lửa hơn. Từ tập phần 1 với phần 2 á thì cảm giác là mọi người trưởng thành hơn, nhất là cái phần 3 này á. Mọi người diễn diễn mà chị cảm thấy chị đã lắm, tại vì nó đúng cái nhân vật mà mình muốn nhất là Dự. Khi mà Dự diễn cái đoạn mà của tập 8 á, trời trời, lúc mà chị coi chị khóc á trời luôn, tại vì nó rất là xúc động luôn, mà mình cảm giác là cái người phụ nữ này tổn thương khủng khiếp và họ bị chịu đựng, bị cái sự ăn hiếp bởi một cái người chồng như vậy á. Mà tại vì gia đình chị và chị sống trong ngày xưa ở cái khu lao động cũng rất là nhiều người phụ nữ vậy, mà nhưng mà người ta không có nói được. Mình cho nhân vật của Dự nói trước khi bỏ đi để cho cái người đàn ông này biết sai ở đâu. Thì khi mà Dự nói cái câu đó trời, chị rất là xúc động. Rồi đó Ngọc Phước, Ngọc Hoa nữa, những cái cảnh sau nữa, những cái tập sau tiếp nữa. Theo thì Phát sẽ focus vô mỗi tập sẽ là một câu chuyện của một thành viên trong gia đình. Ví dụ như tập 8 là cái câu chuyện nói lên những cái nỗi lòng của nhân vật Bảy Xúc là của Minh Dự. Xong tập tập 9 là câu chuyện của ông Bảy Cùng. Bây giờ mới có cuộc thi quý ông Hoàng Lương đó. Tức là ông này ông thấy lương tâm ông cắn rứt rồi, bắt đầu ông đi tìm một cái gì đó để thay đổi lại cái lương tâm của ông. Đó thì The Next Gentleman quý ông Hoàng Lương ra đời. Và tập 10 thì là câu chuyện của Ngọc Phước. Và tập 11 là tập kết lại cái series này là câu chuyện của Ngọc Hoa và cả gia đình luôn. Wow, coi như là bật mí nhẹ nhẹ với tất cả quý vị. Thì thật sự thì bản thân của Kiwi thấy á, là một tác phẩm nghệ thuật á, nếu như mà chỉ vui thôi hay là chỉ đẹp thôi thì khán giả họ vẫn sẽ để ý tới đó, nhưng mà rồi xong họ sẽ quên. Nhưng mà để có thể ở lại trong lòng của khán giả và để có thể gọi là đúng nghĩa một món quà tinh thần dành tặng cho khán giả thì ở đó nó còn có giá trị nữa. Và đó cũng là lý do mà tại sao khi mà anh Minh Dự hóa thân thành nhân vật trong gia đình Cục Xúc, một người vợ rất là bề ngoài có vẻ là khô khan nè, có vẻ rất là Cục Xúc, đúng nghĩa là Cục Xúc gai góc, nhưng mà cũng là một người phụ nữ cần được yêu thương, cần được bảo bọc, cần được chở che, và đôi khi là vì chồng vì con và quên đi cái niềm hạnh phúc của bản thân. Đúng. Mình vậy thì trong cái lúc mà mình quay phim tới bây giờ có một cái kỷ niệm gì đó mà chị nhớ hoài không? Có cái bàn ăn á, cái bàn ăn thần thoại á, mỗi lần mà có cái cảnh bàn ăn đó là không hiểu vì sao mà mọi người cười mà cười. Tại vì cái bàn ăn nó cười là, tức lắm. Cái bàn ăn nó là cái nơi mà gia đình quay quần. Mà khi mà quay quần thì bao nhiêu cái miệng nó hợp lại thì nó mọi người bị xì á. Từ tập đầu là cái bàn ăn là đã có BB Trần là cô giáo mà vô cầm cái xương cá chạy tóc đó. Đó em coi cái tập đấy. Là đã mát lắm rồi, tại vì nó tanh lắm em ơi. Mà tóc là tóc thiệt của BB chứ phải tóc dài. BB là tóc dài mà. Trời ơi, mà cái chải mà tanh mà những cá nó vừa chấm nước mắm nữa chứ. Mà kiểu phải thử thôi. Đúng rồi. Tanh lắm mà BB ăn chay nha. BB ăn chay trường mà phải cầm cá mà chải. Rồi khi mà cái tập vừa rồi, tập 8 là mọi người là có ăn mà ăn xối xả mà ăn mà không có chừa cho bà Bảy Xúc đó. Là vừa cầm chén cơm là đã ra xì rồi. Tại vì ăn mà phải lùa thiệt nhanh mà cứ nghĩ tới là mình đã mắc cười. Vậy thì tính đến thời điểm hiện tại thì gia đình Cục Xúc cũng đạt được những cái thành quả nhất định rồi. Nhưng mà mình đã và đang có cái sự chuẩn bị cho những cái bước phát triển tiếp theo chưa ạ? À thì anh đang chạy tiền kỳ cho cái phim điện ảnh. Tại vì chắc chắn sẽ làm rồi.
cũng có ekip làm rồi, cái ekip fit rồi hết, nói chung là đang chạy khâu tiền kỳ, dự định là tháng 8 thì sẽ bấm máy và ra rạp vào khoảng cuối năm nay. Cuối năm nay. Cuối năm nay. Còn trong thời gian đó thì anh vẫn phát triển cái những cái dự án của công ty thôi. Anh cũng nhận sản xuất web drama cũng như là các viral cho các nhãn hàng. Thì VTV Entertainment sự lựa chọn đáng tin cậy à quý vị. Anh cái khúc này anh phải nói nó lên VTP Entertainment, sự lựa chọn đáng tin cậy. Đó, có phải như vậy? Được không anh? Thì anh mạo cho em nói chứ tự nhiên anh đi quảng cáo cho mình. Thì anh đó, mắc cỡ thì vậy em mạo nói được không? Ngon ok, ngon ha. Công ty mình còn thiếu MC được không ta? Có thiếu, có ngoại hình nữa kìa. VTP Entertainment, sự lựa chọn đáng tin cậy. Có cái miệng lớn lớn cái gì vậy, giám đốc ơi. Sao quá hả? Vừa để phải thôi, làm quá người ta nói lố lăng, ô dề. Ờ nhìn vô là người ta sẽ biết. Chị có 50 mấy ký thôi. Ủa trời ơi, chơi với Vác giờ chị 70 mấy ký đó. Đó vậy đó. Ruột để ngoài da hả? Để hơi nhiều ha. Mốt mình tém vô. Mệt quá.